Ở V-League lúc này Hà Nội vẫn là câu lạc bộ ghi bàn nhiều nhất. Hà Nội đã ghi 29 bàn. Hiệp một trận đấu giữa đội Thanh Hóa và Thái Bình đã bắt đầu. Vào lúc 19 giờ ngày hôm nay, Hà Nội thi đấu trên sân của Sài Gòn. Cầu thủ đá cánh trái của đội khách. Phản ứng biên rất mạnh của Song Quốc Đức. Phản dứt điểm quá đẹp. Phút thứ hai, mở cho đội khách. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có được thắng và tỷ số trận đấu. Hai ghi bàn hết sức bất ngờ. Tất cả đều ngỡ ngàng. Với anh Tuấn. Bàn thắng quá đẹp và thủ môn Bá Sơn đành bó tay. Đó là tình huống dứt điểm của Vũ Anh Tuấn. Vũ Anh Tuấn năm nay mới 22 tuổi. Trọng Hùng và Văn Thắng đang là bộ đôi tiền vệ cánh của Thanh Hóa. Đánh đầu. Không vào. Pha dứt điểm của Steven. Trước khi mùa giải V-League năm nay diễn ra, Steven đã rời Hải Phòng tìm kiếm cơ hội ở Malaysia. Tuy nhiên anh đã không thành công. Đây là tình huống mà dường như Steven đã việt vị. Công hiểm. Quang Nam. Vũ Anh Tuấn. Quang Nam. Đi bóng vào trong. Dứt điểm. Rất tiếc cho đội khách. Suýt nữa tỷ số được đưa lên 2-0. Cơ hội biểu lớn rất đáng tiếc của Akinade. Quang Nam đã có pha xử lý rất hay. Akinade sút bóng. Tỷ số trận đấu được đưa lên 2-0. Pha ghi bàn của Victor Mansari. Trong một tình huống lộn xộn, Mansari đã giành chân và không đổ lên tình 2-0. Người ghi bàn là cầu thủ mang áo số 80, Mansari. Victor Mansari, cầu thủ từ trận đấu U20 của Mỹ, đã có bàn thắng thứ 3 ở V-League 2019. Trước trận đấu ngày hôm nay, Thanh Hóa xếp thứ 4. Họ được đá sân nhà và với nhiều người lúc này thì số 2-0 cho Thái Nguyên là một bất ngờ. Đình Tùng. Wow! Tỷ số là sân nhà 1-2. Cái tiền trưởng lại 1-3. Cái bàn là cầu thủ mang áo số 90, Phạm Văn Hồ. Vừa rồi thì tân trợ lý Mai Xuân Hợp đã chia vui với huấn luyện viên Vũ Quang Bảo. Mai Xuân Hợp từng là trung vệ của Thanh Hóa và đội tuyển Việt Nam. Vừa rồi thì Mai Xuân Hợp đã dẫn dắt người Thanh Hóa vô địch quốc gia và sau đó được bổ sung vào huấn luyện của Thanh Hóa. Khi xem rất kỹ với công nghệ đồ họa như vừa rồi thì có thể thấy là không việt vị. Quang Nam sút bóng
Cú đá rất gọn gàng của Quang Nam. Thành phố Chí Minh lại vượt lên dẫn bàn, tỷ số là 3-2. Pha bóng chớp nhoáng rất hay của Quang Nam. Câu lạc bộ Thành phố Chí Minh có bàn thắng nâng tỷ số lên thành 3-2. Quang Nam là vị trí đã có rất nhiều tiến bộ. Hai người ở đây. Khi mà Thanh Hóa đang tràn đầy cơ hội, không chỉ gỡ hòa mà có thể vượt lên chiến thắng, thì Quang Nam đã dội quảng cáo nước lạnh với pha dứt điểm rất lạnh lùng và vô cùng chính xác. Cú đá cận chân, bóng đi quá hiểm. Đình Tùng, quả phạt góc rất hiểm, tỷ số được sang bằng 3-3. Ba cái bàn hợp lệ. Trận đấu rất kịch tính trên sân Thanh Hóa. Thanh Hóa thêm một lần bị dẫn bàn nhưng họ không đảm trí. Và từ quả phạt góc của Hoàng Đình Tùng, một cầu thủ cũng tên Tùng là trung vệ Minh Tùng, đã sang bằng tỷ số 3-3. Pha ngả người dứt điểm của Công Hiển. Và đúng lúc này trọng tài Ngô Duy Lân đã nổi tiếng vào bán cuộc. Một trận đấu sôi nổi kịch tính có 6 bàn thắng đã diễn ra trên sân của Thanh Hóa. Theo Duy Lân ngày hôm nay dẫn 2-0, do đó bị gỡ hòa 2-2. Họ tiếp tục dẫn 3-2 nhưng tỷ số cuối cùng là 3-3. Cầu Thanh Hóa đã chứng tỏ những thi đấu tuyệt vời.